Nhận định bóng đá Viettel với Sài Gòn. 19 giờ 15 phút ngày 3 tháng 4, trong bối cảnh Sài Gòn vừa phải thay tướng sau 3 trận thua liên tiếp, Viettel với lợi thế sân nhà cần tranh thủ để giành trọn vẹn 3 điểm. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của Viettel thở phào nhẹ nhõm khi đội bóng áo lính có chiến thắng tối thiểu 1-0 nhưng vô cùng quan trọng trước Sông Lam Nghệ An. Kết quả ấy không chỉ giúp Viettel tích lũy 3 điểm trong cuộc đua vào top 6 mà nó cũng thúc đẩy tinh thần của Tiến Dũng và các đồng đội, nhất là sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ vài ngày trước đó. Đối thủ của Viettel là Sài Gòn FC lại không may mắn như vậy. Họ đã thua 3 trận liên tiếp trong 3 vòng đấu vừa qua. Hệ quả, huấn luyện viên Shimoda Masahiro phải từ chức. Sài Gòn FC tạm thời phải nhờ cậy đến thuyền phó Phùng Thanh Phương lèo lái đội. Một vấn đề đau đầu cho ông Phương chính là hàng tấn công. Bộ ba cầu thủ Takasaki, Đỗ Mơ Lâu và Nguyên Hoàng tịch ngòi trong 3 thất bại kể trên. Nhìn rộng ra 6 vòng vừa rồi, Sài Gòn FC chỉ có đúng 2 bàn thắng của Đỗ Mơ Lâu. Việc chia tay 2 trên 3 đội hình, đặc biệt là hai ngòi nổ Pedro Paulo và Jovan Magno đang khiến Sài Gòn FC lao đao trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới đối thủ. Sự chênh lệch từ lực lượng, tinh thần cho thấy rõ Viettel có lợi thế ra sao trước Sài Gòn FC. Đương nhiên, 3 điểm là điều mà huấn luyện viên Trương Việt Hoàng không thể bỏ qua ở vòng đấu này. Dự đoán 2-0.